cấp cứu, thực hành cấp cứu thì cái xương cấp là một tỉnh cấp cứu rất thường gặp, còn chiếm khoảng 30% trong cả số ca cấp cứu, mà có 5% là cấp cứu tim mạch, tức là cấp cứu tim mạch thì ít hơn, chiếm khoảng 5%. Hỗ trợ hô hấp thì là tất nhiên các cái hỗ trợ là thở oxy, mặt nạ, không xâm nhập, đặt nội, vân vân. Nhưng mà vấn đề là để cái bước mà bệnh nhân có thể trong quá trình cấp cứu hồi phục nhanh thì không dễ. Hơn nữa là trong quá trình đặt nội khoản thì gặp rất nhiều tình huống mà cái tỷ lệ đó có thể nói là nó di dạng, như là biến dạng mặt hoặc là những cái thay đổi về giải phẫu làm cho cái bệnh lý của bệnh nhân trở nên nó biến dạng đi và kèm theo thủ thuật rất khó khăn. Và khi mình can thiệp thủ thuật không được thì mình rất bối rối, với lúc đó bệnh nhân có thể nói là chết trước mắt mình. Đấy, vì vậy nhưng cho nên là cái tiên lượng đánh giá đường thở là một trong những thủ thuật đầu tay và có tính chất và thể hiện cái sự can thiệp, ví dụ như là mình vững vàng trong quá trình công việc. Thế thì cái đặt nội còn khó chỉ trong cấp cứu, tại cấp cứu trong cái nghiên cứu thì khoảng chỉ khoảng 5% trong tổng số của bệnh nhân, trong 30% liên quan đến những bệnh nhân mà đặt nội khoản, cần đặt nội khoản vào cấp cứu. Và đối với ở khoa gây mê hồi sức thì cũng xác định cái xác suất chỉ khoảng 5% cái số bệnh nhân cần đặt nội khoản. Và ngoài ra trong quá trình mà trước tiên hỗ trợ cho đặt nội khoản, bao giờ chúng ta cũng hỗ trợ hô hấp bằng bọc máu ECMO thì chiếm khoảng là 1/500 đến 1/10,000 cái ca mà khó bọc máu. Đặt mặt nạ ECMO cũng thực ra thì là một trong những kỹ thuật mà hiện tại cũng rất ít số liệu, nhưng mà tỷ lệ thành công khoảng 92%, tức là khoảng 3% không thể làm được, không thành công. Vậy thì như vậy đi vào nội dung cần thảo luận là cái đường thở khó kiểm soát, đường thở như thế nào, tiên lượng đặt nội khoản bóc bao các mô khó là như thế nào, dựa vào theo những tiêu chuẩn gì và phác đồ thống nhất kiểm soát đường thở. Theo cái hiệp hội gây mê của Mỹ thì đường thở khó kiểm soát là cái tình huống lâm sàng mà một chuyên gia gây mê rất khó có hỗ trợ con đường tự nhiên hoặc là cần dụng cụ dẫn đường, và cái chuyên gia cấp cứu là khó khăn với công khí đường thở trên mặt nạ hoặc đặt ống hoặc cả hai, tức là gì là bóc bong rất khó khăn và đặt nội khoản là cả một thử thách. Thông khí hỗ trợ khó là khi độ hòa oxy không đạt được 90%, mặc dù cung cấp với tất cả các khả năng mà ta hỗ trợ cho bệnh nhân bóc bóng hay là thở mặt nạ bằng máy, thông khí không xâm nhập. Đặt ống nội khoản khó là khi chuyên gia gây mê đặt ống nội khoản dùng đèn mà trên 3 lần thất bại, tức là người rất thành thạo nhưng 3 lần thất bại thì ta đặt ống nội khoản khó. Và trong trường là khi nó có 3 tình huống xảy ra, một là thông khí bóp bóng, rồi là các thở khó khăn, đặt mặt nạ thanh môi khó khăn và đặt ống khó khăn, thì cả 3 cái xảy ra cùng lúc thì như vậy ta có một tình huống thông khí hỗ trợ bệnh nhân rất khó khăn, tức là SPO2 mình không thể đạt được mặc dù tất cả cách. Như vậy là các phương pháp đánh giá đường thở khó kiểm soát được gọi là luật, gọi là label, tức là gì, là một là đầu tiên là ta nhìn thể ngoài đánh giá, và đánh thứ hai là đánh giá luật 332, thứ ba là đánh giá cái điểm malapati, tức cái độ mở của nhìn thấy của miệng và thanh môn, và thứ tư là cái vấn đề tắc nghẽn mức độ nào, và vấn đề thứ năm là vấn đề khả năng di động của cổ. Thế nhìn thấy ngoài thì nó rất nhiều cái ước lượng nào là cái thay đổi về giải phẫu mà nhìn thấy được mặt biến dạng, các chấn thương, các tình huống bỏng, rồi là các cái tình huống mà ngoài cổ cái dài, như là các cái dấu hiệu của chấn thương sống cổ, rồi là các cái vấn đề bệnh nhân bị dị dạng do cái cấu trúc giải phẫu cổ quá ngắn, ngực vú quá lớn, răng gỗ quá cụ thể, vân vân, thì đấy là một trong những dấu hiệu mà tiên lượng đường thở khó khăn. Thứ hai là đánh giá kết luận 33A, tức là ba ngón tay nhanh, tức là mình đánh giá cái khá nhanh ba ngón tay có lỏng hay không. Thứ hai là ba ngón tay đi từ cằm đến xương móng là gọi là có hay không, và hai ngón tay từ sàn miệng tới đỉnh sụn rác. Và nếu một trong ba khoảng này mà nhỏ hơn cái tiêu chuẩn đặt ra thì là một tiên lượng đường thở khó khăn. Phân độ malapati thì đối với độ một
và mức độ nhìn thấy được cột trụ và nhìn thấy được các cái hầu họng rõ ràng. Độ 2 là không nhìn thấy được cột trụ nữa và bắt đầu cái thành sau của họng không nhìn thấy. Độ 3 là chỉ nhìn thấy màn hầu và cái vòng miệng thôi, còn không nhìn thấy phía sau phía dưới nữa. Và độ 4 thì chỉ nhìn thấy một phần nhỏ cái màn hầu trên thôi, nhìn thấy một tí. Như vậy đây là một trong những cái rất khó khăn khi mà nhìn được thanh môn nếu mà can thiệp vào bên ngoài. Đây là một trong những đề hình tại quản này chắc là ngon rồi. Minh họa nó là cái vốn là đa số là dễ, nhưng mà vấn đề là đôi khi rất khó khăn. Và đây là cái đưa thêm, một số các bạn đưa thêm phân độ cóc mắt hoặc là hen. Thì đây là một trong cái là nhìn thấy thanh môn có nhìn được hay không. Thì nhìn thấy thanh môn thì khi mà đặt ở quản nhìn thấy thanh môn thì thường là đặt dễ. Thứ hai là nhìn một phần thanh môn, mức độ 3 không nhìn thấy, mức độ 4 là không nhìn thấy các cái sụn thanh thiện này. Và vấn đề nữa là vấn đề tắc nghẽn. Về tư là liệu là vấn đề tắc nghẽn ở bệnh nhân này là sạc thức ăn hay là máu hay là gì vân vân, các khối u dị vật thì như vậy. Nếu như có thì đấy là một trong những cái lượng khó khăn. Và đánh giá độ di động cổ, tức là do độ ngửa của đầu. Nếu như không có chấn thương cột sống cổ thì mình xem là cái khi mình ngửa tối đa thì cái tốc độ và chậm là nó chạm nhau thì không thể ngửa được. Đấy, thì như vậy mình đánh giá cái góc đó thì nếu như trên 35 độ thì là ở mức 1 là đặt tương đối là tốt dễ. Mức thứ hai là từ 22-34 độ, mức thứ ba là từ 12-14 độ và mức 4 khó khăn là đầu gần như là ngửa ít, có thể di động được đầu nữa sau để nhìn vào thanh môn thì như vậy là dưới 12 độ. Khoảng cách giữa cằm và sống rách thì nó không nằm trong cái tiêu chuẩn đó. Thế tuy nhiên là đa số đây là một trong những đánh giá nhanh. Nếu như khoảng cách giữa cằm và sống rách, bờ trên và sống rách mà trên 7 thì là tiên lượng được khoảng dễ và dưới 6 cũng khoảng khó. Còn đối với vòng âm u thì đi thật chi tiết là một là cái chữ M, tức là cái độ khít của bóng u với miệng của bệnh nhân thế nào, biến dạng miệng của bệnh nhân lúc cằm nó thụt ra sau, hoặc là bệnh nhân có râu quá lởm chởm nhiều, hoặc là các cái tình huống là bệnh nhân bị mất cái cằm và chấn thương của trong chiến tranh hoặc trong tai nạn giao thông. O là một vấn đề mức độ tắc nghẽn của mao phì của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân quá béo và bệnh nhân quá là béo phì hoặc là có cái dấu hiệu như là sặc, tuổi trên 55 và nở không có răng và độ cứng phản hồi từ khi bóp thì nó rất là nặng, đấy là một trong những dấu hiệu tiên lượng khó. Và như vậy giải pháp như thế nào trong cái đường thở khó khăn thì nó rất thay đổi phụ thuộc vào những bạn có các cái đội ngũ chuyên nghiệp hay không và tính chất của cái khoa bạn đã trang bị cái gì, có nội soi phế quản hay không, hoặc là các bạn có cái dụng cụ video dẫn đường hay là vân vân, tức là nó rất phụ thuộc vào cái dụng cụ bạn mở cái quản ngay lập tức hay là bạn như thế nào. Thì vấn đề là phụ thuộc vào chính cái tình huống xảy ra bệnh nhân và các cái công cụ gọi là có khả thi ở nơi các bạn. Nhưng quan trọng nhất là các bạn vẫn phải làm sao mà thông khí hỗ trợ bằng cách là bóp bóng, có thể là với mọi các cái tình huống mà các bạn có thể có được oxy 100% với bóng bóp hoặc là các cái mặt nạ thở các không thâm nhập. Thế thì bạn xác định là khi bạn có thời gian thì bạn lựa chọn cái kỹ thuật hay không, hay bạn phải làm ngay. Thì bạn nếu như có thời gian thì bạn bóp bóng và SQI 90 thì lúc đó bạn không phải quá căng thẳng, hoặc là cái huyết động của nhân ổn định. Thứ hai là mình bóp bóng mỗi lần mình đặt thất bại nhưng mình vẫn có cái thời gian là nếu huyết động ổn định và cái thông khí mà hỗ trợ vẫn được thì mình có thể yên tâm mình thử lại chỉnh lại vị trí và đổi cái người mà đặt. Còn nếu mà không có thì bạn phải thật nhanh chóng, tức là nếu mà bạn mà trong trường hợp bạn có cái dụng cụ nhiều qua thì bạn thử bằng mặt nạ thanh quản, các cái mũi miệng, bạn đặt bằng các cái track line qua nội soi phế quản bằng qua dẫn đường video, hoặc là đặt ngược dòng và rất nhiều dụng cụ hỗ trợ khác ra đời. Đấy. Thế thì ở đây là một trong những cái mà mặt nạ thanh quản thì nó rất nhiều loại và nó mục tiêu của nó là gì, là đưa một cái ống vào thật nhanh trong cái hầu họng, và nếu mà cái cỡ của thằng trọng hợp lý sau bạn bơm cái bóng lên thì ngay lập tức nó khít vào thanh môn và các bạn bóp bóng nó hiệu quả rất nhiều.
tại hỗ trợ được vai trò đầu. Đấy, thì các bạn nhớ là cái quan trọng nhất là cái dụng cụ các bạn phân biệt được là bạn có cái gì bạn sử dụng ngay. Thì đặc biệt thích hợp trong cái mắt xanh quản là trong giai đoạn mà chờ đợi đội quản cái đội khó hoặc là cái đội mà có thể can thiệp mạnh hơn. Và nhược điểm là trong trường phù đề thanh môn hoặc chấn thương nào thì không làm được, bởi vì nó càng làm càng chấn thương. Và còn có cái dụng cụ nữa là cái dụng cụ mà nó đưa cái ống có rất ánh sáng và có cái phần bạn có thể nhìn thấy được. Thì đây nó gọi là cái fiber optic laryngoscope. Cái này thì thường là có hiệu quả và nó trợ giúp bạn tốt, nhưng mà nó cần một chuyên gia có kinh nghiệm. Và trong trường mà hầu học tổn thương bạn thuộc chấn thương chịu, cái nòng dẫn đường thì có thể có loại có thể nhìn hay là giống như trên và có thể không nhìn thấy, thì các bạn nó hỗ trợ sẵn thành công thì tùy thuộc vào nhiều tình huống tổn thương và khối u để chịu không thể quay được. Cái nòng có đèn thì nó là cái tỷ lệ thành công cao ngang với cái đặt nội quản, nội soi thanh quản. Thế tuy nhiên là cái này thì nó cũng hạn chế cho cái tổn thương đường ống trên. Nội soi thanh quản cũng tương tự, tức là nội soi thấy được thì luồn cái ống qua cái dây này, luồn dây vào qua mũi hoặc qua miệng đều được, và cái sắc thành công thì hiển nhiên nó cao hơn rất nhiều. Thế tuy nhiên là nếu một đường thở trên mà nó malapati độ 4 hoặc là nó có những cái dấu hiệu chấn thương biến dạng hoàn toàn hoặc có u lớn thì chị không thể đưa qua được. Và cái sử dụng bằng video dẫn đường hình ảnh thì nó cũng là công cụ mới hiện nay, nó có hạn chế là cái dài thanh hơi cao. Thế tuy nhiên là nó có một cái ưu điểm lớn là cái thủ thuật nó dễ, tức là bạn gạt lưỡi cái nó hiện ra bên ngoài, nhìn rõ một bên ngoài, sau đó mình tùy theo đúng cái hình ảnh đó đặt lần là xong. Và đặt cái bản ngược dòng là một trong những cái ưu điểm là nó sẽ có cái ưu điểm là chắc chắn và, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà không luồn được lên trên chị đấy, thì nói chung tóm lại là có những tình huống ví dụ như bệnh nhân có phù đề thanh môn khít từ trên thì chị tất cả cái biện pháp trên mũi thì mình cần phải mở bằng nhận giác và nhập mở bằng cái là chọc bằng cái kim nhỏ, sau đó thì nối cái Z ventilation, tức là nó thông khí bằng cái dòng rất là nhanh mạnh và mở khoảng ca ra. Thì đây là một trong kỹ thuật mà cũng đã tiến hành ở qua A9, tức là nó sẽ tạo cái kim sau đó luồn và nhanh chóng là luồn một ca kim nhỏ vào khoa ra. Tỷ lệ thành công cao nhưng mà có thể có những tai biến nếu như mình hơi mạnh tay quá và cần đào tạo thì mới làm được. Mở khi khoảng tối thiểu ý được trung bình là trường mà các bạn không có bắt buộc xử trí trong trình huống khó khăn, dành qua bài nhận giác và đặt tặng các bên nhỏ là cũng làm được biện pháp thứ hai, tức là đường nó ra vào cái bản giác xoay ra đó và nhanh chóng bạn đường các bên nhỏ tỷ lệ nhiều, nhưng mà cái này có nhiều biến chứng. Tóm lại chúng ta có ba sơ đồ cần, nếu mà những cảm nhận kết quả thì xem là mình có suy đốc nguy kịch hay không, nếu có cần một cấp tức là mở bài nhận giác hoặc là kỹ thuật. Còn trong trường hợp không quá nguy kịch thì mình tiên lượng được khó là có hay không, nếu có thì mình tiên lượng được khó theo đồ sau, còn nếu không hỗ trợ thông khí tạm thời đặt thử đặt kết quả, nếu thành công thì coi như theo quy trình đặt và rút kết quả, nếu không thành công người ta duy trì bóp bóng sao cho SPO2 trên 90. Và trong trường mà nếu không lên 90, tức là lúc đấy bạn đặt nhiều lần phù đề thanh môn thì bạn coi là đường thứ thất bại, thì bạn sẽ theo một đồ đường thất bại. Và sau nếu trong trường SPO2 trên 90 thì bạn làm tất cả là 3 lần chúng ta đạt cũng được, thì bạn sử dụng các cái động tác theo một đợt đường còn khó. Trong trường bạn dự đoán thật khó hoặc là khó thực sự thì các bạn cần phải làm gì? Một là cứ thở hỗ trợ và hỏi ra, sau đó các bạn thì các bạn làm tất cả là nếu được thất bại thì theo một đồ sau, còn nếu không thì các bạn sẽ làm tất cả những cái là nội quản mò, nội soi, mắt thanh quản và các cái vật dẫn đường khác. Còn trong trường thở thất bại, tức là trong trường là thanh môn có phù đề hoặc là có dính dạng cũng như đờm đặt 3-4 lần và bệnh nhân còn như không thể đạt được SPO2 trên 90 thì các bạn phải nhanh chóng mở bài nhận giác hoặc là phẫu thuật. Trong trường mà SPO2 trên 90 thì các bạn tiếp tục các cái biện pháp bạn can thiệp đặt qua nội soi, đặt bản đèn check line vân vân. Và quan trọng nhất là cái vấn đề thời gian, nếu huyết động ổn định và nếu SPO2 trên 90 thì các bạn sẽ phải đưa ra cái giải pháp luôn ngay một thể. Xin cảm ơn các bạn.